Kính thưa Quốc hội, tôi xin trao đổi ý kiến với đại biểu Phan Đức Hiếu và đại biểu Tạ Văn Hạ về phương án mà đại biểu lựa chọn với lập luận của mình để loại trừ doanh nghiệp có vốn trên 51% của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào không phải thực hiện đấu thầu. Chúng ta có quy định là đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế. Những điều rất tốt đẹp này, tại sao chúng ta lại loại trừ những doanh nghiệp này thực hiện cái điều tốt đẹp như vậy? Tôi cho rằng điều này cần phải suy nghĩ. Những điều chúng ta đặt ra tốt đẹp thì trách nhiệm những doanh nghiệp mà có vốn của nhà nước cũng như vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào thì phải thực hiện và dẫn đầu trong cả nước để cho các doanh nghiệp khác cũng phải theo thì như thế thì mới phù hợp. Thứ hai là các doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp mà có vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào dưới 50% hiện nay họ đang thực hiện như thế nào? Thì qua làm việc với các doanh nghiệp này cũng như nghiên cứu trực tiếp các cái văn bản quy định quy chế của các doanh nghiệp này về đấu thầu thì cơ bản tất cả các doanh nghiệp này đều thực hiện theo pháp luật về đấu thầu do nhà nước, do Quốc hội ban hành. Và chúng tôi khi tham gia thẩm tra dự án này thì cũng đã làm việc kể cả với đơn vị tư vấn pháp luật mà các doanh nghiệp này thuê để xây dựng cái quy chế quy định về đấu thầu thì họ cũng căn cứ trên quy định của pháp luật về đấu thầu và chỉ có cụ thể hơn và trách nhiệm hơn đối với những cái chủ thể và với họ là chủ thể và quyền lực vô hạn hơn, còn của nhà nước thì những người được giao trách nhiệm thì hữu hạn hơn. Thì tôi xin được trao đổi như vậy và cũng mong muốn là các đại biểu sẽ quan tâm và lựa chọn cái phương án cho phù hợp. Xin hết. Xin mời đại biểu tiếp.